Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thông tấn xã Việt Nam. Vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 28 tháng 2, lửa bùng phát tại cơ sở sửa chữa mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu, số 61 đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Theo các nhân viên làm việc tại gara, khói lửa bùng phát từ khu vực phía sau rồi lan mạnh ra khu vực phía trước và kho chứa hàng hóa, phụ tùng, thiết bị. Hàng chục nhân viên và thợ dùng hơn 10 bình chữa cháy cố dập lửa, nhưng không thành, nên hô hoán mọi người tháo chạy. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã điều động 9 xe chữa cháy và 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1 km đường 3 tháng 2 hướng từ ngã tư đường Nguyễn Văn Linh tới vòng xoay đầu xấu để phục vụ công tác chữa cháy. Tại hiện trường, xe thang được huy động để phun nước chữa cháy trên tầng 1 và tầng 2. Một nhóm cảnh sát phòng cháy chữa cháy khác phun nước vào khu vực tầng trệt để dập lửa. Do cơ sở chứa nhiều hàng hóa, hóa chất và các thiết bị dễ cháy, lửa bùng phát lớn từ tầng 2 ở bên trong rất khó tiếp cận. Mặc dù đã cố gắng nhưng sau gần 2 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Các chiến sĩ tiếp tục bơm nước làm mát tòa nhà, ngăn lửa tiếp tục bùng lên. Thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản, thiết bị cùng nhiều ô tô trong xưởng bị thiêu rụi. Tòa nhà một trệt hai lầu với diện tích khoảng 450m² bị hư hỏng nặng. 10 xe ô tô của khách hàng sửa tại gara bị cháy, trong đó 3 xe bị cháy toàn bộ, tổng thiệt hại khoảng hơn 10 tỷ đồng. Hiện chưa có thống kê cụ thể nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Điều may mắn là vụ cháy không có thương vong về người, chủ gara nói. Cũng theo người này, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện ở phòng sơn tại tầng trệt, ngọn lửa lan nhanh, cháy lên tầng 1 và kho vật liệu ở tầng 3. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện máy bơm trong phòng sơn của gara ở tầng trệt. Cơ sở sửa chữa mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu hoạt động được khoảng 20 năm là một trong những gara lớn tại thành phố Cần Thơ, thường xuyên có 20 đến 30 nhân viên thợ sửa chữa làm việc. Cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ vẫn đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Liên quan đến vụ cháy tại gara sửa chữa ô tô Kim Thu tại địa chỉ số 61 đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Công an thành phố Cần Thơ cho biết lúc 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 2, nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ điều 9 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, báo người lao động thông tin. Lực lượng cứu hộ chia nhiều mũi tiếp cận, đưa vòi rồng phun nước dập lửa. Đến khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa được khống chế, lực lượng chữa cháy tiếp tục bơm nước làm mát hiện trường, ngăn lửa bùng lên. Gara Kim Thu nằm ngay mặt tiền đường 3 tháng 2 với thiết kế một trệt hai lầu. Một nhân viên của gara cho biết khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khói lửa bùng phát từ khu vực phía sau gara rồi lan mạnh sang khu vực phía trước và kho chứa hàng hóa, phụ tùng ô tô. Trong khoảng 1 giờ, khói lửa bao trùm toàn bộ gara, thiêu rụi hai ô tô đang được sửa chữa phun sơn ở tầng trệt và nhiều ô tô ở tầng 1. Tầng 2 có nhiều thiết bị phụ tùng cũng bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện máy bơm ở phòng sơn. Nhân viên của gara này cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm khoảng 10 ô tô của khách hàng bị hư hỏng cùng nhiều thiết bị phụ tùng bị cháy, tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Trước đó vào khuya 27 tháng 2, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Cộng Hòa. Khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, lửa kèm khói bùng lên tại tầng trệt cửa hàng có nhiều tủ thờ bằng gỗ ở đường Cộng Hòa, phường 4, nằm gần cầu vượt Lan Cha Cả. Hàng xóm thấy cháy nên dùng bình chữa cháy mini dập lửa, song bất thành do cửa hàng đang đóng cửa. Ít phút sau, đám cháy bùng lên, lan rộng sang cả nhà bên cạnh, cũng chuyên bán đồ gỗ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Bình điều động nhiều xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Một giờ sau, đám cháy được dập tắt. Một cụ bà ở gần căn nhà cháy đã bị ngạt khói và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Cũng trong ngày 27 tháng 2, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một người chết và một người bị thương. Vào trưa cùng ngày, khói lửa bốc lên nghi ngút từ một tòa nhà dân ở ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom. Phát hiện sự việc, người dân hô hoán và tiến hành dập lửa. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường, phá cửa dập lửa cứu người. Đám cháy được khống chế sau đó, lực lượng chữa cháy phát hiện ông Đào Duy Đức, 49 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, bất tỉnh ở khu vực nhà bếp, liền sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại phòng ngủ, cảnh sát phát hiện một người khác chưa rõ danh tính đã tử vong. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong ngôi nhà bị hư hại. Theo người dân, ngôi nhà bị cháy trước là tiệm cầm đồ, nguyên nhân vụ việc có thể là do cháy nổ bình ga.
Tối 28 tháng 2, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm hỏi động viên gia đình chủ gara Kim Thu, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ông Trần Việt Trường đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy gara ô tô Kim Thu thăm hỏi, chia sẻ động viên các thành viên trong gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, kinh doanh. Báo Kinh tế và Đô thị thông tin. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi nhận tin báo, Công an thành phố đã huy động tập trung lực lượng đến hiện trường dập lửa và ngăn không cho cháy lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Chủ gara Kim Thu cho biết, nơi xảy ra cháy có bề ngang 17m và dài khoảng 30m. Gara gồm tầng trệt và 2 tầng lầu với diện tích gần 500m2. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong gara có khoảng 13 xe ô tô ở tầng trệt và tầng 1. Tầng 2 của gara là nơi chứa linh kiện phụ tùng ô tô. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 3 ô tô và khoảng 10 ô tô khác bị cháy xém, hư hỏng nặng cùng kho phụ tùng ở tầng 2 cùng nhiều tài sản khác. Hiện tại, hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa. Trong sáng 29 tháng 2, các phòng chuyên môn thuộc Công an thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cũng theo chủ gara Kim Thu, nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện ở phòng sơn tại tầng trệt, ngọn lửa lan nhanh cháy lên tầng 1 và kho vật liệu ở tầng 3. Trước đó, khoảng 10 giờ 25 phút hôm nay, nhân viên trong gara ô tô nghe tiếng nổ lớn, sau đó lửa khói bùng phát lan rộng tại đây. Ngay sau đó, Công an thành phố Cần Thơ điều động 9 xe chữa cháy và gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do bên trong gara có nhiều vật liệu hàng hóa dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phong tỏa một đoạn đường 3 tháng 2. Đến khoảng 12 giờ trưa, đám cháy được khống chế dập tắt. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát hiện trường. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh PC07 vừa tổng kết tình hình kết quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn trật tự trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn. Theo đó, trong 7 ngày nghỉ Tết, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 Tết Giáp Thìn, toàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 15 vụ cháy, gồm quận Tân Phú 3 vụ, thành phố Thủ Đức, quận 12, Tân Bình, Bình Tân, huyện Củ Chi, mỗi nơi 2 vụ, quận 1, Gò Vấp, mỗi nơi 1 vụ. Nơi xảy ra cháy gồm nhà ở riêng lẻ 10 vụ, nhà ở kết hợp kinh doanh 2 vụ, kiosk 1 vụ, bãi chứa phế liệu 1 vụ và trụ điện 1 vụ, Vietnamnet thông tin. Trong 15 vụ cháy trên, có một vụ làm chết người xảy ra vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 9 tháng 2, 30 Tết, tại nhà dân trên đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức. Nạn nhân được xác định bị tai biến không đi lại được. Theo PC07, so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão thì số vụ cháy giảm 4 vụ, thiệt hại tài sản giảm khoảng 7,2 triệu đồng, nhưng tăng 1 người chết. Nguyên nhân gây cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện 8 vụ, bất cẩn trong thắp nhang thờ cúng 1 vụ và đang điều tra làm rõ 6 vụ. Về tình hình nổ, trên địa bàn thành phố xảy ra một vụ nổ khí ga tại nhà dân, làm bị thương một người, thiệt hại tài sản chưa ước tính thành tiền, nguyên nhân do khí ga bị rò rỉ, gặp tia lửa điện gây nổ. Về cứu nạn, cứu hộ, PC07 tiếp nhận 4 vụ tai nạn, sự cố cần tổ chức cứu nạn cứu hộ, kết quả cứu được 3 người và đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương xử lý. Theo Cục Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho biết, tình hình cháy nổ thời gian qua diễn biến phức tạp, cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng xảy ra chủ yếu ở các tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh. Do có nhiều khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng dễ cháy, những vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố thiết bị điện tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao. Một trong những nguyên nhân hỏa hoạn là do tại nhiều địa phương, nhất là đô thị lớn, các hộ gia đình tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở sang nhà kết hợp sản xuất kinh doanh mà chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý của nhà nước. Một số chủ đầu tư không chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy, một bộ phận quần chúng còn chủ quan, lơ là trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, đặc biệt là thiết bị điện trong sinh hoạt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.